Hello, xin chào anh em nha. Hiện tại thì buổi sáng hôm nay mình về được 3 dòng xe, nhất là cái con Segway Alpha đời 2018 này được đăng ký và sản xuất năm 2018. Xe thì còn hình thức thì còn tương đối nha. Cũ theo 5 tháng thôi anh em. Xe này rất là phù hợp với so với những anh em là đi làm này, đi chơi với lại đi chở hàng, được nên quả vành đúc. Đi chở hàng cho anh em rất khỏe nhá. Máy móc thì phần máy móc thì nguyên zin. Máy còn khá đẹp, không bị sủi chóc như một cái số xe mà chạy ở ven biển nha anh em. Xe này thì anh em mình giới thiệu qua thì xe này mới lại chạy được mới được có 3 vạn km cho anh em. Đang để với giá cho anh em là một giá là gọi là phù hợp với anh em, là với giá là 10x cho một chiếc xe Way 2018 của nhà Honda nhé. Và tiếp theo mình giới thiệu cho anh em là một chiếc xe mẫu tiếp theo là xe Exciter phiên bản 150, phiên bản LC nha anh em. Phiên bản LC này. Đấy. Con này được đăng ký và sản xuất năm 2023. Màu đen nhám nha anh em. Xe mới chạy được có hơn 1.000 cây nha anh em. Thì chất lượng xe anh em có thể nhìn thấy này, ô đô mới có hơn 1.000 cây, còn khá đẹp. Con xe này thì anh em có thể thấy này, cái phần không biết xước luôn, phần vỏ việc anh được chủ xe được bọc phun nước minông, mua phát là về bọc phun nước minông luôn nha anh em. Anh em có thể thấy nó nét như thế nào này, từ cái phần lâu nốp này, phần keo chỉ nốp này, còn đi chỉ đỏ chỉ xanh của nhà máy này, phần đĩa này anh em nhìn thấy thấy không, còn đi dấu sơn của nhà máy này, ốc này chưa có vết cậy mở của cờ nê mỏ nét nha anh em nhìn thấy đĩa này, phanh đĩa này. Đấy, tiếp theo là mình cho anh em xem là đây, con này là sản xuất tuần 11 2023 nha anh em. Nốp này, thông số nốp đây. Tuần 11 2023. Đấy. Tiếp theo là anh em có thể mình dắt lên một tí cho anh em xem. Với mức tiêu hao nguyên liệu là 2 lít trên 100 km. Đấy. Rất tiết kiệm cho anh em. Với xe phân khối là 110, 2 lít trên 100 cây. Và tiếp theo mình giới thiệu về chiếc xe này nó tiếp theo là phần nốc máy này nha. Rồi, nốc máy này. Bạn camera có thể đến gần hơn này. Trắng phao này, keo chỉ nguyên zin này. Mới như dặn cái hàng này. Đấy. Đây. Đây là số ghi năm sản xuất năm 2023 này. Về phần nhông trên dĩa này. Nhông trên dĩa này anh em nhìn thấy không? Mới quang luôn. Không có là gọi là vết nguyên được gì. Đấy, phần ốc này chưa có dấu hiệu cậy mở nha anh em. Đấy. Quá nét luôn anh em, xuất sắc một chiếc xe đến từ nhà IMA. Đây, bạn camera có thể quay gần hơn cho anh em một vòng chiếc xe này. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, phần nốc bên nốc máy bên này này. Thì cái phần cổ ô xe chạy quá ít luôn, mới chạy được có 2 tháng. Đây vừa còn gọi là một cái từ gọi là xuất sắc luôn. Và tiếp theo mình giới thiệu cho anh em một chiếc xe đến nhà từ nhà Honda là chiếc xe Vision 2022 nha anh em, mới chạy được có 2.000 cây, còn rất là mới. Bên mình về những chiếc xe này là gọi là siêu nét anh em. Anh em có thể thấy là những bạn nữ đi xe này, về phiên bản này, phiên bản cá tính anh em, được xe màu xanh. Với đang để với giá cho anh em là 3x nha anh em. Đây, bạn camera để quay thông số nốt với lại phần râu của xe này.
qua những chiếc xe này là cái chiếc xe xuất sắc luôn. Với là công suất tiêu thụ năng lượng của xe này là 1,85/100 cây. Đấy là mức tiêu hao nhiên liệu của con xe vi sườn này, khá tiết kiệm. Đấy, phần ốc đây, phần bánh này, anh em có thể thấy này, đây này, sản xuất đây. À con này 2023, mình nhầm, mùng 5 tháng 1 2023. Mình nhớ nhầm là 2022. Đấy, ghi ở cảng sản xuất luôn. Đấy, bạn camera quay mặt đồng hồ cho anh em xem này. Thì trên Honda thì đã bỏ mất cái công tắc tắt đèn rồi, thì anh em là tắt đèn ở chỗ này. Đấy. Khóa sờ mặt cây rồi.